Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Perta Vlog của mình nhé. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái hướng dẫn cho các bạn để sử dụng một trong những cái tính năng rất tuyệt vời để khi chúng ta truy cập vào các cái website trên internet. Thì như các bạn biết đó, thì các bạn biết rằng là ví dụ mình chia sẻ cho các bạn là nếu mà chúng ta truy cập một số cái trang web ở Việt Nam thì chúng ta hoàn toàn có thể truy cập được. Ví dụ như đây là mình đang truy cập vào cái website về booking nha, là EasyBook của mình đây. Đây là website của mình đấy các bạn nhá. Đó, và mình demo cho các bạn xem này, và chúng ta truy cập rất là dễ dàng. Nhưng bây giờ chúng ta thử mở một cái website, ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ truy cập vào trong cái website là BBC tiếng Việt, BBC Việt Nam. Đây là một website của nước ngoài. Đó, đôi khi chúng ta cần phải có cái việc mà truy cập những cái thông tin nó gọi là đa chiều, nhìn đa chiều, tức là ở nước ngoài chúng ta, nếu chúng ta chỉ biết thông tin ở phía trong của chúng ta sẽ có một cái nhìn một chiều. Nhưng nếu mà chúng ta muốn có cái nhìn đa chiều, chúng ta cần phải truy cập vào những website ở phía ngoài xem người ta có nói gì với chúng ta, hoặc là người ta nhìn chúng ta như thế nào, thì chúng ta sẽ cần phải truy cập, chúng ta mong muốn là xem những thông tin ở nước ngoài ha. Đấy, vậy thì ví dụ như BBC là một trong những cái trang web như vậy ha. Đây, và chúng ta thấy rằng là chúng ta không thể truy cập được, phải không ạ? Thì chúng ta nhấn vào nhưng mà chúng ta vẫn không truy cập được. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách thức để chúng ta có thể truy cập được vào những trang như thế này nhá. Ok, thì bây giờ ok, đây một anh bạn của mình nha. Ok, thì mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách thức để chúng ta có thể truy cập vào bất cứ một trang web nào mà các bạn mong muốn và các bạn thích. Thì đầu tiên là các bạn phải trong Search Play, các bạn sẽ tải một cái phần mềm nó có tên là đây nhá, các bạn gõ này, hình như là Unchashop gì đó, Unchashop, đúng rồi, Unchashop, đây website nó tên là Unchashop, thì các bạn sẽ cài đặt nó. Đó, và các bạn nhìn thấy đây website này, cái app này nó tên là Unchashop nha các bạn. Đây là cái app chứ không phải website. Thì cái app này nó có khá nhiều người cài đặt các bạn, và hiện tại là hơn 5 triệu lượt cài đặt rồi. Và chúng ta sẽ cài đặt. Và sau khi nó cài đặt xong thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là chúng ta sẽ bật nó lên nha các bạn. Ok, bằng cách nhấn vào nút mở này. Ok. Và bây giờ thì các bạn cùng xem này. Trước khi mà chúng ta đây, bây giờ chúng ta sẽ nhấn lại xem này. Trang BBC nãy giờ chúng ta không truy cập được. Đó, chúng ta không truy cập được. Nhưng mà bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Chúng ta sẽ nhấn vào cái nút Switch to Connect này. Đó, chúng ta nhấn OK. Rồi. Và cái phần mềm này á, cái app này nó sẽ truy cập nha. Và nó sẽ tạo một cái kết nối nha. Kết nối gì đó các bạn đừng quan tâm. Các bạn chỉ cần biết mở cái phần mềm này lên. Và các bạn nhấn vào nút Connect. Khi nào nó báo hiệu là Connected, đây, tức là nó báo hiệu trên màn hình chúng ta là connected như thế này, thì các bạn có thể truy cập vào những trang này rất là tuyệt vời. Đây, ok, bạn theo. Và bây giờ chúng ta có thể xem được trang BBC tiếng Việt thoải mái, đúng không ạ? Ok rồi, các bạn có thể thấy ha. Đó, trước khi mà chúng ta dùng cái phần mềm này ấy, thì hoàn toàn là chúng ta không thể truy cập được vào trang BBC tiếng Việt, đúng không? Nhưng mà sau khi chúng ta đã bật cái phần mềm này lên thì hoàn toàn chúng ta có thể truy cập vào trang web này, và chúng ta có thể xem thông tin ở trang web này đó, phải không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ thử thêm một trang nữa nha. Ví dụ như trang VOA tiếng Việt, tức là trang web của đài tiếng nói Hoa Kỳ ấy, nha, mà bằng tiếng Việt, thì chúng ta cùng xem này. VOA, đó, tiếng Việt, VOA News tiếng Việt. Đó, mình sẽ gõ tiếng Việt. Đó, thì đây là trang web mà nếu mà chúng ta không có phần mềm này chúng ta sẽ không truy cập được. Nhưng có phần mềm này rồi thì chúng ta sẽ truy cập được này. Và chúng ta cùng truy cập. Rồi, và bây giờ chúng ta có thể truy cập vào bất kỳ một trang web nào bị chặn ở Việt Nam, thì chúng ta hoàn toàn có thể truy cập được vào trang web này nha các bạn nha, bằng cái phần mềm là Unchashop này các bạn. Vậy thì cái điều đơn giản thôi là các bạn chỉ cần download cái phần mềm Unchashop, và sau đó các bạn nhấn vào nút Connected. Và sau khi các bạn đã truy cập các cái trang web này xong rồi mà các bạn không muốn truy cập nữa nha, mà các bạn muốn là quay trở lại trạng thái bình thường, thì các bạn nhấn Disconnecting, tức là các bạn ấn vô cái nút đó là nó sẽ quay lại trở lại cái trạng thái bình thường. Nhưng mình cũng chú ý là một khi các bạn có mở phần mềm lên, nhấn Connected, thì
thì cái việc truy cập vào tất cả các trang web ở trong hay nước ngoài hay là ngoài nước đều bình thường nha các bạn. Ok, rồi. Và việc sử dụng rất đơn giản phải không ạ? Rất đơn giản để chúng ta có thể sử dụng và có thể truy cập vào bất kỳ một cái website nào mà chúng ta mong muốn, kể cả đó là những cái website bị chặn nha các bạn. Ok, và hy vọng là các bạn sẽ có thể truy cập được thông tin không giới hạn nha, và không bị giới hạn bởi bất cứ một cái rào cản nào hết nha các bạn. Ok, nếu các bạn thích cái chia sẻ này thì hãy dành cho tôi một like nha các bạn. Và đừng quên là subscribe kênh để chúng ta cập nhật những video clip tiếp theo nha. Ủng hộ tôi nhé các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.